pizza ngon chưa? Mình sẽ về mình ăn. Ôi, ai? Thì ra nè, có một ai đây? Ôi, hình như là một bà lão ấy các bạn ơi. Bà lão bà làm sao bà lại đứng ở giữa đường này? Mà mặc cái bộ đồ đen quá, mình chẳng nhìn thấy cái gì cả. Bà lão ơi, bà làm ơn cho cháu đi nhà qua đường một tí ạ. À? Đây, cái xe của cháu còn bị đổ đây này. Ôi, bà lão ơi, hình như bà bị lặng tay các bạn ạ. Mình nói từ nãy giờ, bà không nghe thấy gì. Mà bà đang đứng trong một con mèo, nó đang ngủ kia. Bà lão ơi, ô, bà lão quay lại rồi. Ôi, các bạn ơi, lại không phải là bà lão đâu. Mà là nhìn kinh là kinh lắm các bạn ạ. Nhìn như kiểu chó sói ấy, đang đứng ở đường, hình như đang muốn ăn con mèo kia. Thôi, mình phải cứu lấy con mèo thôi. Hay là mình thử đổi lấy cái pizza này, xem nào, con chó sói nó có nghe không nhá. Chó sói ơi, hay là mình đổi cái pizza này, lấy lại con mèo cho mình đi. Ôi, nó lấy cái pizza của mình rồi kìa các bạn kìa. Nhưng mà nó lấy cả con mèo luôn rồi. Ui, không xong rồi, con chó sói này đáng sợ thật đấy. Mình phải chạy thôi. Yeah. Ui dồi, chạy hết rồi các bạn ơi. Các bạn biết cái gì đấy không? Đây là một cái kéo siêu to khổng lồ đấy. Hôm nay đến ngày cắt tóc cho các con vật rồi. Mà nó chạy hết rồi các bạn ạ. Hình như nó nghe thấy mình bảo là đi cắt tóc là nó chạy đấy. Ui may thế, còn một chú vịt ngoan chưa? Chú vẫn ngồi đây đợi mình cắt tóc cho này. Những con vật kia mà nó ngoan chú vịt này thì có phải tốt không? Chạy mệt hết cả hơi. Nào đấy để mình cắt ra. Vịt ngồi im để mình cắt cho. Thế sao đầu cứ lắc này thì mình cắt làm sao được? Cắt nhà nguy hiểm lắm, cắt vào tai là chảy máu tai đấy. Nào đứng im nào, tóc tai thì dài hết rồi, có nhìn cái gì đâu. Đứng im. Uầy, mai trường, bảo cái đứng im luôn này, để mình cắt nhá. Uầy, rút mấy cái này các bạn ơi. Ôi, sắp xong rồi vịt ơi. Wow, xong thế này. Uầy, xong một cái là nó ngoái cổ, tin hẳn các bạn ạ. À ha, con cá này chắc là chạy mệt rồi, nên nó đứng im đây, mình lại cắt được con này rồi. Mệt rồi, đúng không? Nào, đứng im nhá. Ôi thôi, con này đang kia rồi. Ui, con này hư thật đấy. Rồi. Không phải tại tớ đâu, mà là con cá nó đâm vào xe của tớ đấy bạn ạ. Không biết xe có làm sao không cơ. May quá, thế thì tiện thể mình cắt tóc luôn cho nó. À, bạn có cái kéo to đúng rồi đấy, mình đuổi mãi mới được nó đấy, con này hư lắm. Thế thì bạn cắt đi. Thôi, nó lại chạy ra kia rồi. Ui, con này hư thật. Con này á. Ôi, tớ thấy cái con chó xoáy kia, nó đang làm gì ở chỗ đồng ấy. Ui, nó cầm lên hẳn một con quan thủy quái kia, to lắm. Chúng mình mau đi ra đấy thôi để cứu cái con thủy quái đấy. Ui đúng rồi đấy Kem ơi, nó đang cầm kìa. Mình sẽ cầm cái kéo ra mình cắt nó nha. Nhanh lên bạn ông ơi, nơi này nó bắt được con cá rồi này. Đây rồi, cái kéo đi rồi bạn ơi. Mình sẽ cắt nó nha. Cố lên, ui kìa. Chiu. Ôi, đấy. Nó thả con cá xuống rồi. Ôi, nó lại biến thành con gì đấy? Yêu ơi, hình như đây là con quái vật chó sói đấy bạn ơi. Nó còn không mặc áo choàng nữa rồi, nó chạy đi rồi bạn ơi. Ui, nó đang tiến tới cho bạn kia. Ui, kia, nó đang trượt lên kìa. Ui, đây này, chỗ này có nhiều nước lắm. Nó trượt lên đây đấy bạn ơi. Ui, đây này bạn ông ơi. Nó đang trượt lên cho nước rồi này. Ui, bắt nó đi. Ui, cái này, bạn đi kiểu gì đây? Wow, con này là con thủy quái à bạn? Đâu, đây là một con cá chê khổng lồ đấy. Ui, con cá chê khổng lồ mà to này á. Để tôi vào nó xem nào. Ui, nó trượt đi rồi kìa bạn kia. Ui, nó đã trượt ra cho cái nước này rồi. Không được rồi. Ui kia. Ui, nó đang đi đấy. Nó đang tìm chỗ nước ấy bạn ạ. Wow, chúng mình phải bắt ngay nó lên thôi các bạn ơi. Ui, nó trườn khỏe lắm. Thì mình cho lên nhá. Chỗ này là có một cái đầm nước. Ui, các bạn con ơi. Nó dậy lắm. Cá chê này ha, nó còn bò được cả trên khô đấy bạn nhờ. Ừ, con này sống dai lắm. Sống dai cực kỳ luôn. Đây là một con cá chê lai to khổng lồ đây này. Ui, cái râu của nó to như kiểu ngón tay của tớ ấy nhờ. Đâu? Đây này. Đúng rồi đấy. Wow, cái râu của nó to chưa? Mà mồm nó to lắm đấy. Đây này, mình cho xem nhá. Ui, nó tự hé miệng ra kìa các bạn kìa. Nó cắn đây. Wow, ui, da nó trơn lắm các bạn ơi. Như kiểu này, như kiểu da con rắn đi. Bạn bê nó vào cái xô đi. Wow. Đây, mình bê nó vào cái xô nhá. Bê vào được cái xô thôi. Ôi, kia kìa, à đây con gì nó đang nhảy đi kìa bạn ơi. Đâu. Ôi, cả con này nữa thì. Ôi, bắt con này đã. Con này nó nhảy trước này. À, hai con liền không phải một con đâu bạn ạ. Ui, nó thi nhau nó nhảy kìa. Ui, ui, nó trườn nó đây nhảy đến đây rồi. À, thôi. Tôi bắt con này trước bạn ơi. À, con này đi. Ui, nó trườn đây rồi. Này, mày chưa? Mày nó trườn ở đây. Có một con này này. Đâu rồi? Có một con nữa đâu. Hai nó nhảy đi mất rồi. À, đây rồi bạn ơi. Wow! Ui, nó lại nhảy đi rồi. Ui, con này nhảy khỏe thế nhá. Ui, nhảy khỏe lắm bạn ạ. Thế nó có trườn cái hố không? Ui, thôi nó lại nhảy ra đằng đấy rồi. Wow! Ui, trườn lắm bạn ơi.
hai con ếch to chưa, một con màu đen, một con màu vàng nhờ. Ôi, đây này, vẫn còn đâu, chưa hết đâu. Còn con cá vàng này bạn ơi. Đây, để mình bắt nó lên cho. Bắt đi, tớ bắt con này. Một chú này. Còn đây là con cá rô phi bạn ạ. Một con rô phi to chưa này. Đấy, cho vào đây nhá. Ôi, con này nó chui mất kìa. Nó chui mất rồi, làm sao bây giờ? Bạn cho lên đi. Ui, nó chui vào đất này rồi. Con gì đấy hả bạn? Con lươn đấy. Ui, nhưng mà không thể lấy lên được luôn. Ui. Được không? Được, được, đây rồi. Con lươn này là nó muốn chui vào bùn lắm đấy. Wow, vẫn còn này. Một con này. Cá chê này, con này bé ăn con phải lấy nhiều. Ô, nhưng mà con này là con cá chê vàng nhờ bạn nhờ. Ừ. Wow, các bạn ơi. Con cá này, cá vàng này, cá chê này, cá rô phi này, con lươn nữa. À, chỗ cái đầm nước này đấy. Kem ơi, vừa mình cắt nó rồi chắc nó bị thương nó trốn đâu ấy. Để mình tìm ở đây xem nào. Bạn sẽ tìm quanh quẩn thế nào? Đây này, đây này, đây. Chỗ nào đấy? Chỗ này, chỗ này. Ơ, à, ui. Thế nào? Sao lại có hai cái bàn tay của nó à? Đây một cái đây này bạn ơi. Đây này. Ôi, nó lột xác ra rồi. Đúng rồi đấy. Yêu ơi, cái móng vuốt của nó này đáng sợ chưa này các bạn ơi. Wow. Ui, ui. Đây, đây, cái gì đấy, cái gì đấy? Cái đầu của nó này. Đâu rồi bạn? Đây, đây, đây. Ui, đúng rồi, răng của nó kia. Đấy, bạn cắt đi, bạn cắt đi. Wow, ui, răng nó ngậm chặt vào cái kéo của bạn. Ốc rồi kìa các bạn ơi. Yêu ơi, đúng rồi, đây là cái tai của nó này. Đáng sợ chưa, răng thì trắng. Để tôi cầm lên xem nào. Hình như có cái gì kìa. Ôi, ôi, sao lại có con nước quả ra cái lỗ mắt của nó này. Ui, đây này, trong đấy, này nhiều lắm. Đây, đây, đây. Vẫn còn kìa. Hai con kìa, hai con kìa. Hai con bò ra rồi kìa. Ui, thôi, thôi, chút ra rồi. Khả năng trong này có nhiều con cua đấy bạn ơi. Wow, để mở ra xem nào, mở ra đi. Ui, có một đàn luôn. Chắc là mấy con cua này tưởng xác cái đầu cho sói là cái hang đấy bạn ạ. Nào, mình sẽ cho hết vào cua vào đây nhá. Một con nữa này các bạn ơi. Wow, hai con. Ui, một con chui trong mũi này. Đâu? Đấy, ở tận trong mũi đó. Đấy, các bạn ơi. Này, ui, lại một con chui ra chỗ mắt này. Đâu rồi? Ui, không phải, à tai nó bạn ạ. Ui, đây là rất nhiều luôn. Rất nhiều, bắt ra đi bạn ơi. Mình đổ ra bạn ơi. Đấy, mình đổ ra cho nhanh nhá các bạn nhá. Wow, còn nữa này. Hết rồi. Wow, các bạn ơi, cái mặt lạ chó sói này kinh không? Đáng sợ chưa này? Cái đầu, cái mồm của nó đua dài ra và cái mắt nó đỏ ngầu lên như vừa lấy ý. Mình thấy con cá, nó đang chạy ở đây rồi. Để mình ra mình bắt ra. Ôi, nhưng mà con chó sói nó đến rồi kia bạn kia. Kem ơi, con đấy nó dẫm một cái, con cá nó ngã ngửa ra rồi. Thôi, nó ăn mất rồi bạn ạ. Đây này. Bạn có cái gì đấy? Vừa lấy cái kéo của bạn không ăn thua đâu. Đây là một cái bệ phóng tên lửa đấy. Tên lửa, cái này mà phóng được á? Bạn nhìn thấy cái tên lửa chưa? Đây này, để tớ test thử cho bạn xem nhá. Một cái luồng dẫn khí đây này, bạn thấy chưa? Cái ống đấy à? Đúng rồi, nó thông lên đây. Và cái tên lửa này sẽ được bắn xa khi mình ấn tay vào đây này. Chiu. Wow, nó bay cao thế. Thế mà còn bay cao như vậy rồi, mình mà dám chân á, nó phóng bay luôn vào con quái vật đấy. Mình thấy được kia kìa. Bạn mang cái tên lửa ra bắn nó đi. Hãy xem sức mạnh của tớ này. Ôi giời, bạn dậm chưa thôi. Để tớ dậm lại. Nào, hai. Wow, con này nó chạy đi. Mà cái tên lửa của bạn nó vẫn đuổi theo kìa. Mình nghĩ là cái tên lửa của tớ bắt được nó rồi đấy. Chúng mình mau chạy ra để đi tìm cái tên lửa với nó đi. Ôi, tên này, tớ thấy cái tên lửa nó đang ở đây. Nhưng mà bắt được nó rồi à? Không. Ôi giời, cái tên lửa của bạn á không ăn thua rồi. Nó bắn nhầm hướng rồi, bắn nhầm con cá này bạn này. Con cá nó đang đào vào giấy kìa. Mình rút ngay cái tên lửa ra thôi. Ui, con chưa? May chưa? Ui, con cá này nó vẫn còn giấy này bạn này. Khổ thân nó. Sao tên lửa lại bắn vào con cá nhỉ bạn nhờ? Mình phải nghĩ cái khác thôi. Đúng rồi đấy. Mình hết vũ khí rồi bạn ạ. Nhưng mà cái con chó sói nó lại dẫn cả đồng bọn đến. Mà nhìn cái con này kinh cực kỳ luôn ý. Đúng là con chó sói nó gọi đồng bọn đến này. Mà cái con này kiểu gì? Người nó toàn xương không à? Ôi, nó đi rồi, để mình ra mình tiêu diệt cái bộ xương này nhá. Đấy, mình có cái kéo này mình sẽ cắt nát cái bộ xương này luôn. Cố lên bạn ơi. Ui, nhưng mà mình thấy nó còn có vỏ này. Ui, nó đấm kia, cẩn thận đấy. Ôi, bay cả cái kéo của mình đi rồi. Nào, để mình thi đấu nó xem nào. Ui, thế nào mà nó lại phát ra cả nửa này. Mà nó cháy toàn bộ luôn. Cẩn thận đấy. Ui, ui. Ui, ui. Ui, nó còn đá được cơ. Ê, nó đấm mình đau quá kem ơi. Ui, lại còn nóng nữa, mình phải chạy đi. Ôi, bạn đâu ơi, bạn làm cái gì đấy? Mà sao bạn đứng sau cái bao gì màu xanh né này? Đây à, là cái bao để đấm bốc đấy. Mình thấy con đấy nó rất thích đấm bốc. Mình sẽ bẫy nó nhá. Wow. Đây này, xong rồi đúc. Ui, đúng đấy, rồi đấy. Này là nó bay mất luôn. À, ý kiến hay đấy bạn ạ. Ui, bạn đâu ơi, nó thấy có cái bao ở đây nó đấm luôn kìa bạn ơi. Ui, người nó còn phát ra cả lửa luôn. Ui, nó đấm liên tục vào cái bao này ấy bạn ạ. Con này khỏe thật đấy. Đấm liên tục mà không thấy nó mệt luôn. Chuẩn bị đi bạn ông ơi. Đấy, để mình nhá. Mình sẽ cho cái bao nó bay vào người nó luôn. Cố lên, cố lên. Chị. Ui, đấy. Văng hết cả thóc ra kia. Nó bay ra kia rồi. May thật đấy. Công nhận cái bao này hiệu quả nhờ. Lực đấy, rất bạn mạnh.
tập thể dục bạn đấm ở đấy. Để tớ đấm thử xem nào, lực của tớ có khỏe không nhá. Ừ. Ừ, mình phải tập luyện đấm bốc một tí các bạn ơi, để cho tay nó to. Đấy, đấy. Bạn đấm. Ui, 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 kìa, kìa, kìa. Ui, cái này, ui, dồi. Mình thế này. Ui, cầm cái này luôn à. May chưa? Còn một con chó sói này nữa. Có con xe cảnh sát nó đến rồi kìa. Mình thấy chú cảnh sát còn cầm quả súng kìa. Ôi, chú cảnh sát này chắc đang tìm con chó sói này. Con sói đang nãy này trốn ra khỏi trại để chạy đi bắt con vật đây. Con cá của bạn nó đang chạy ở đây này, đây này. Ôi, ui, đấy, bạn bắt nó lên đi. Bây giờ mình sẽ cắt tóc cho nó nha. Nhưng mà mình có cái kéo này thôi, liệu có cắt được không? Nào, mình thử cắt thêm nào có được không nhá. Ồ, có đứt đâu, kéo của bạn bé quá. Cái này dài quá. Bạn lấy cái này xem nào. Ôi, cái kéo này to thế hả bạn? Ừ. Ôi, kéo này chắc là sắc đấy, để mình cắt thử nhá. Nào, wow, cá ngoe này đừng có dẫy nào. Wow. Để mình giữ cho. Ôi, bạn giữ đi, nó dẫy lắm. Hình như con này không thích cắt tóc hay sao bạn? Ừ, mình đuổi mãi mới được nó mà. Ồ, cắt được này. Wow, các bạn ơi, cắt được nhá. Wow. Mà kỳ lạ nhỉ, con cá này nó lại mọc tóc bạn nhờ. Đúng rồi, tóc lại dài đấy chứ. Ồ, được rồi đây bạn ơi. Xem nào. Ui đúng rồi, chú cá phải như này cơ bạn nè. Đấy, ôi nó thích quá này. Thôi mình thả con cá ra nhá, để nó chạy đi. Đấy các bạn ơi, mình đã cắt xong tóc cho con cá rồi kìa. Ôi nó chạy đi kìa. Wow, chỗ này mình nhặt được cái gì này? Cái gì đấy bạn? Pizza bạn ơi. Mình nhặt được cái pizza này. Không biết bên trong là có ruột không nhỉ? Để mình bóc ra xem nào. Pizza đấy là của tớ đấy. Giả đây, nhanh lên. Của tớ vừa nãy á, con chó sói nó lấy của tớ đấy bạn ạ. Nhanh lên, đấy là pizza bò đấy. Đây, thế bạn bóc ra xem nào. Đúng rồi, đây này, pizza bò bằm đây này. Hôm nay á, tớ mua pizza. Nhưng mà bác nướng pizza hình như là nướng hơi kỹ bạn nhờ. Hơi xám bạn ơi. Nhưng mà chắc là vẫn ngon đấy. Để tớ bẻ ra làm đôi. Ui, giòn ngon lắm bạn ạ. Wow, này ở trong này có cả bơ đấy bạn ơi. Ui, cả thịt bò bằm đấy. Cả rau, các bạn ạ. Wow, ngon chưa. Ui, thơm lắm. Đây, cho bạn một miếng này. Tớ một miếng. Đây này, có cả miếng xúc xích này bạn ơi. Wow, xúc xích ngon chưa. Ừ. Ngon cực kỳ luôn. Có vị gì bạn? Vị ngọt ngọt của thịt này, vị thơm của ngậy của cái bơ ấy. Với lại á, xúc xích thì ăn rất ngon rồi các bạn ạ. Ừ. Ngon cực kỳ. Để mình thử xem nào. Ui, bạn ăn miếng to thế. Wow, wow. Ngon bạn ơi. Công nhận ăn miếng to mới ngon nhỉ bạn nhỉ. Có cả vị cà chua. Cà chua với lại cả dưa ấy. Chỗ này toàn bẹt thôi. Ui, kia kia. À đây rồi, một con wow. Mèo trắng. Wow, không phải đâu bầu, rất là nhiều này. Wow, để tôi cầm ra nhá. Một con màu xanh. Wow, hai con màu xanh này. Con mèo con này. Con mèo con màu tím các bạn ơi. Ui, còn chú mèo Hello Kitty màu hồng này. Đẹp chưa? Ba, bốn con mèo với lại chú mèo con này nữa này. Ui, đấy con mèo này này. Vừa xong á, con chó sói nó ăn thịt đấy bạn ơi.